Do ảnh hưởng của gió Ô Quý Hồ ấm khô thổi kéo dài, độ ẩm giảm thấp đẩy cấp báo động cháy rừng tại Sapa tăng cao. Cụ thể, sáng ngày 11 tháng 4, thị xã Sapa đã xuất hiện gió Ô Quý Hồ thổi mạnh nên nhiệt tăng mạnh. Cấp báo động cháy rừng ở Sapa đạt mức nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, vùng áp thấp nóng phía Tây gây gió Ô Quý Hồ có cường độ ổn định. Dự báo đợt gió nguy hiểm này có khả năng kéo dài đến hết ngày 14 tháng 4. Vì vậy, các cấp chính quyền, người dân Sapa cần tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.